Lưu Mỹ Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2024. Và sau đây xin kính mời quý khán thính giả theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày. Vâng, kính thưa quý vị để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Nga kêu gọi người dân tỉnh Kursk không dùng ứng dụng hẹn hò. Nga kêu gọi người dân vùng biên giới ở Kursk ngừng sử dụng các ứng dụng hẹn hò, hạn chế mạng xã hội để ngăn Ukraine thu thập thông tin tình báo. Bộ Nội vụ của Nga gửi khuyến cáo đến người dân ở tỉnh Kursk cùng với các địa phương Bryansk và Belgorod lân cận lưu ý về những nguy cơ lộ lọt thông tin tình báo khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến. Theo khuyến cáo Bộ Nội vụ của Nga, yêu cầu người dân, binh sĩ quân đội, cảnh sát ở các vùng biên giới hạn chế sử dụng các nền tảng hẹn hò trực tuyến, mạng xã hội, không mở bất kỳ đường link nào trong tin nhắn từ người lạ, không livestream từ các vị trí nhạy cảm có xe quân sự. Kẻ thù đang tích cực thu thập thông tin tình báo từ các nguồn như vậy, cơ quan này đã cảnh báo như trên khi lực lượng của Ukraine đang kiểm soát nhiều thị trấn làng mạc ở Kursk trong chiến dịch tiến công vào ngày 6 tháng 8. Binh sĩ, nhân viên cảnh sát được khuyến cáo không gắn thẻ vị trí trên mạng xã hội, gây nguy cơ làm lộ vị trí của các lực lượng quân sự, an ninh. Ukraine đang theo dõi các thông tin này theo thời gian thực. Họ còn đang tìm cách hack hệ thống camera giám sát. Moscow đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ sò rỉ thông tin lộ vị trí do sử dụng công nghệ trong chiến sự với Ukraine. Duma, quốc gia Hạ viện của Nga vào hồi tháng 7 đã đề xuất dự luật cấm binh sĩ trong vùng chiến sự sử dụng điện thoại có chức năng quay video, ghi âm hoặc là tích hợp định vị vệ tinh. Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz cho biết, Ukraine đã chuẩn bị cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga rất là bí mật và không tham vấn với Berlin. Phát biểu tại buổi họp báo vào ngày hôm qua sau cuộc hội đàm với Tổng thống Moldova bà Maya Sandu ở tại Kriniso, Thủ tướng Đức Scholz cho biết Berlin đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến xung quanh cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk. Ukraine đã chuẩn bị chiến dịch quân sự ở khu vực này một cách bí mật và không trao đổi với bên nào. Chắc chắn do tình thế nên họ mới làm như vậy. Đây là chiến dịch rất hạn chế về mặt không gian và có thể là cả thời gian. Thủ tướng Scholz cho biết và ông cũng nhắc lại rằng Đức là quốc gia đóng góp viện trợ lớn hàng thứ hai cho Ukraine chỉ sau Hoa Kỳ và sẽ còn tiếp tục hỗ trợ cho cuộc chiến của Kiev, mặc dù Berlin có kế hoạch cắt giảm một nửa ngân sách hỗ trợ cho nước này trong năm tới. Theo Thủ tướng Đức, kế hoạch của nhóm G7 về việc sử dụng tiền thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp các khoản vay cho Ukraine tương đối khó khăn về mặt kỹ thuật nhưng hợp lý về mặt chính trị quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Leno, ông Joseph Borel ngày hôm qua cho rằng cuộc tấn công vào Khark là một đòn giáng nghiêm trọng đối với Nga, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga. Trong khi đó, Brazil hạn chế nhập cảnh một số công dân châu Á nhằm để hạn chế dòng di cư không hợp pháp đến Hoa Kỳ và Canada. Brazil đã quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với một số công dân từ châu Á. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8, nhắm tới những người di cư từ các quốc gia châu Á cần thị thực để ở lại Brazil, trong khi những người đến từ các quốc gia hiện được miễn thị thực sẽ không bị ảnh hưởng. Một cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang Brazil cho thấy là nhiều người di cư châu Á, trong đó có công dân Ấn Độ và Nepal, thường chọn Brazil làm điểm dừng chân trước khi tiếp tục hành trình di cư về phía Bắc đến Hoa Kỳ và Canada. Họ thường bay đến sân bay quốc tế Sao Paulo và sau đó ở lại Brazil trước khi tiếp tục hành trình đầy nguy hiểm qua các nước Trung Mỹ để đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Theo các tài liệu được cung cấp cho AP, hơn 70% yêu cầu xin tị nạn tại sân bay Sao Paulo đến từ những người có quốc tịch Ấn Độ và Nepal. Tình hình tại sân bay quốc tế Sao Paulo đã trở nên nghiêm trọng từ đầu năm ngoái với một lượng lớn người di cư tập trung tại đây. Một báo cáo từ Thanh tra Cảnh sát Liên bang Marinho de Silva Rezende Jr. đã mô tả tình trạng hỗn loạn tại sân bay ở Guarujos, thuộc khu vực đô thị Sao Paulo, do dòng người di cư đổ về. Theo các hướng dẫn mới, bắt đầu từ tuần tới thì những người di cư không có thị thực sẽ phải tiếp tục hành trình bằng máy bay hoặc là quay trở lại quốc gia xuất phát. Tuy nhiên thì những hướng dẫn này sẽ không áp dụng cho gần 500 người di cư đang cắm trại tại sân bay quốc tế Sao Paulo. Hải quân Colombia thu giữ được gần 4 tấn ma túy trị giá là hơn 91 triệu Mỹ kim. Hải quân Colombia cho biết họ vừa phối hợp cùng với lực lượng không quân thu giữ gần 4 tấn ma túy trị giá hơn 91 triệu Mỹ kim ở khu vực Caribe thuộc về Colombia. Trong hoạt động tác chiến đầu tiên, hải quân Colombia đã chặn thành công một tàu có động cơ đang trên đường vận chuyển 2.395 tấn cocaine tới vùng Trung Mỹ và bắt giữ được 6 đối tượng gồm có 4 người Colombia và hai người Honduras. Trong đợt truy quét thứ hai, giới hữu trách đã tịch thu 95 kg cocaine và 1.229 tấn cần sa, đồng thời bắt giữ hai người Colombia và hai người Nicaragua. Từ nhiều năm qua, các băng nhóm tội phạm ở tại Nam Mỹ đã sử dụng tàu biển để vận chuyển ma túy cùng với các chất gây nghiện khác từ Colombia, Ecuador đến Trung Mỹ và Mexico với đích đến cuối cùng là Hoa Kỳ. Nhờ phương tiện này các băng nhóm tội phạm có thể chuyển ma túy nhanh hơn và có lợi nhuận lớn hơn. Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, Costa Rica và El Salvador là những tuyến hàng hải vận chuyển ma túy phổ biến nhất. Trong 30 năm qua, nhà chức trách Colombia đã phát hiện và thu giữ hơn 200 tàu loại này trên đường từ các Trung và Nam Mỹ tới địa bàn tiêu thụ ở nước Mỹ hoặc là Âu Châu. Năm ngoái, Hải quân của Colombia đã bắt giữ một tàu ngầm có trở lượng ma túy với tổng trị giá lên đến 103 triệu Mỹ Kim. Đây là vụ bắt giữ tàu ngầm chở ma túy lớn nhất ở trong lịch sử của nước này. Hàng trăm tổ chức do Thái ở Canada bị đe dọa, đánh bọp Truyền thông Canada đưa tin một thư điện tử đe dọa đánh bom đã được gửi tới hàng trăm tổ chức do thái trên khắp nước này, khiến cho cảnh sát ở nhiều thành phố phải vào cuộc. Theo Benay Brith Canada, cơ quan tư vấn và dịch vụ do thái của Canada, hơn 100 tổ chức do thái đã nhận được một thư điện tử giống hệt nhau vào sáng sớm, trong đó đe dọa sẽ có những vụ nổ tại nhiều văn phòng của họ ở những thành phố lớn như Toronto và Montreal. Các bệnh viện và trung tâm cộng đồng của người Do Thái ở Toronto, Montreal và Ottawa nằm trong số những nơi đã xác nhận rằng là họ có nhận được lời đe dọa trên. Thủ tướng Justin Trudeau đã tuyên bố trên mạng truyền thông xã hội X rằng đây là hành vi bài Do Thái một cách trắng trợn và cảnh sát liên bang đã liên lạc với lực lượng thực thi pháp luật địa phương để có thể bảo đảm an toàn cho người Canada gốc Do Thái tình trạng bài do Thái gia tăng ở châu Âu do cuộc chiến ở giải Gaza. Theo khảo sát của FRA, 3 phần tư số người do Thái được hỏi cho biết họ cảm thấy bị buộc phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Gaza và 80% cảm nhận chủ nghĩa bài do Thái đã gia tăng ở quốc gia châu Âu. Thông tin thu thập được từ 12 tổ chức cộng đồng người Do Thái kể từ đó cho thấy xu hướng gia tăng tiếp diễn Kể từ tháng 10 của năm 2023, một số tổ chức báo cáo số vụ việc bài do thái đã tăng hơn 400%. Liên Âu giảm thuế cho xe điện Tesla được sản xuất ở Trung Quốc. Liên minh Âu Châu vừa đặt mức thuế đối với những xe điện của Tesla được sản xuất ở Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với mức thuế được áp dụng cho các hãng xe hơi điện khác cũng sản xuất ở tại Trung Quốc. Quyết định này được đưa ra 2 tháng sau khi Leno tăng thuế đối với tất cả các xe hơi điện được nhập cảng từ Trung Quốc, với lý do trợ cấp nhà nước không công bằng mang lại lợi ích quá mức cho các nhà sản xuất xe hơi điện xuất xứ từ Trung Quốc, gây ra bất lợi cho các nhà sản xuất Âu Châu. Dù có một nhà máy ở gần Berlin của Đức, nhưng đã sản xuất nhiều xe hơi ở tại Trung Quốc rồi xuất cảng sang Âu Châu. Tesla đã đề nghị Leno tính toán lại mức tăng thuế suất ban đầu, áp dụng với công ty này đó là 20.8%. Do đó, Ủy ban châu Châu đã ấn định mức tăng thuế cho Tesla chỉ còn là 9%. Đây là khoản thuế suất cộng thêm vào mức thuế 10% hiện có của Leno đối với tất cả các xe điện nhập cảng. Mức 9% nói trên dành cho Tesla thấp hơn nhiều so với mức thuế bổ sung từ 17 cho đến 36.3% đánh vào các nhà sản xuất xe hơi khá của Trung Quốc. Ủy ban Âu Châu cho biết việc giảm mức thuế bổ sung cho Tesla được đưa ra sau khi xem xét mức trợ cấp mà Tesla nhận được ở Trung Quốc. Cô giáo gốc Việt ở Sydney bị bắt vì cáo buộc có quan hệ tình dục với học trò. Một cô giáo ở Sydney đã bị tố cáo quan hệ tình dục với một nam sinh 17 tuổi. Báo Sydney Morning Herald đưa tin vào ngày thứ Năm, ngày 22 tháng 8. Monique Nguyễn, 28 tuổi, cô giáo dạy ở một trường học mạng Tây Bắc của thành phố, đã bị bắt vào hồi cuối tháng 5. Nghi can bị buộc tội có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới sự chăm sóc đặc biệt của thầy cô hồi giữa tháng 4 tại Buckham Hills, ngoại ô, nơi mà nghi can sinh sống. Nạn nhân khi ấy 17 tuổi, theo hồ sơ của cảnh sát cho hay. Monique là cô giáo dạy nhạc như là một liệu pháp tâm lý theo hồ sơ nhà trường và sinh hoạt với học trò cả trong lẫn ngoài lớp học. Nghi can được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị bắt và không cần có mặt tại tòa vào hôm thứ Năm. Phiên tòa sẽ được diễn ra lần nữa vào tháng tới ở Parramatta. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Cựu Tổng thống Bill Clinton lên tiếng cảnh báo rằng đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Cựu Tổng thống Clinton xuất hiện ở tại Đại hội của Đảng Dân Chủ Toàn quốc, ca ngợi Phó Tổng thống đương nhiệm bà Harris, kể lại câu chuyện cuộc đời của bà và kêu gọi cử tri hãy bầu cho Harris and Warren vào tháng 11 tới đây. Kamala Harris sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề của chúng ta, nắm bắt cơ hội xoa dịu nỗi sợ hãi và bảo đảm mọi người dân Mỹ, bất kể bỏ phiếu như thế nào, đều có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình. Ông Clinton bắt đầu bài phát biểu bằng lời cảm ơn tổng thống Joe Biden đã cống hiến hết mình cho nước Mỹ. Cựu tổng thống cho rằng quyết định của ông Biden rút lui ra khỏi cuộc tranh cử sẽ làm tăng thêm di sản của ông, thừa nhận việc này không dễ dàng đối với một chính trị gia. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra ở đảng bên kia. Vì vậy tôi muốn cảm ơn ông ấy vì lòng can đảm, lòng chắc ẩn, sự phục vụ và hy sinh của ông ấy. Đó là lời của cựu Tổng thống Clinton. Và đám đông bên dưới thì hô to rằng cảm ơn Joe, cảm ơn Joe. Đây là bài phát biểu thứ 13 của cựu Tổng thống Bill Clinton ở Đại hội của Đảng Dân Chủ. Ông Clinton đưa ra quan điểm mạnh mẽ về tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như là cấp thiết phải ngăn chặn Donald Trump quay trở lại tòa bài gốc. Ông chế giễu về việc ông Trump là ứng cử viên tổng thống cao tuổi nhất hiện nay, Cách đây 2 ngày, tôi bước sang tuổi 78, là người đàn ông cao tuổi nhất ở trong bốn thế hệ của gia đình tôi. Nhưng tôi vẫn còn trẻ hơn Donald Trump, và ông Trump lúc nào cũng chỉ nói về bản thân ông ấy thay vì là quốc gia. Một người đàn ông tại Arizona bị truy nã vì dọa giết ông Trump. Một người đàn ông tại Arizona bị truy nã vì dọa giết cựu tổng thống Donald Trump, theo The Hill vào ngày thứ Năm 22 tháng 8 đưa tin. Mấy tuần qua, ông Ronald Silver, 66 tuổi, nhiều lần đã lên mạng xã hội dọa giết cựu tổng thống Trump, theo bà Carol Capers, phát ngôn viên của quận Cochise County, cho hay. Bà Capers đã từ chối cho biết là ông Sivert đe dọa ông Trump trên mạng xã hội nào. Vụ này xảy ra trong lúc cựu tổng thống Trump tới Cochise County, thăm biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Đội ngũ của ông Trump được công lực thông báo về vụ này trước khi ông tới biên giới. Ông Sivert, cũng đang bị truy nã vì không ra hầu tòa liên quan tới một loạt cáo trạng gồm có xe rượu lái xe, tông rồi bỏ chạy và không ghi danh là tội phạm tình dục. Sở cảnh sát của Cochise County đã loan báo trên Facebook vào hôm thứ Năm như trên. Ông Silver là cư dân của thành phố Benson cách Tucson khoảng 50 dặm về phía đông nam. Hiện không rõ là ông Silver còn ở Cochise County hay không. Cảnh sát kêu gọi công chúng giúp tìm người đàn ông này. Ngoài việc hỗ trợ công lực liên bang và tiểu bang bảo đảm an toàn cho Cochise County, trong thời gian cựu Tổng thống Trump thăm biên giới, cảnh sát quận còn gia tăng điều tra để truy nã ông Severed. Sở mật vụ tăng cường bảo vệ cựu Tổng thống Trump sau khi ông đã bị ám sát hụt trong buổi vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Theo CNN, thì Robert Kennedy Jr. là cháu của cố tổng thống John F. Kennedy, dự kiến thông báo quyết định rút ra khỏi cuộc đua ở tại một sự kiện ở Arizona vào ngày 23 tháng 8. Đội ngũ của Kennedy và ông Trump đang đàm phán để cho ứng viên độc lập ủng hộ cho ông Trump. Kennedy cũng có thể xuất hiện tại cuộc vận động cử tri của Trump ở tại khu vực thành phố Phoenix cùng đêm. Trước đó, chiến dịch của ông Kennedy thông báo, ứng cử viên này sẽ có thông điệp đến cả nước ở tại Phoenix về thời khắc lịch sử hiện tại và con đường sắp tới của ông ta. Người liên danh tranh cử với Kennedy là bà Nicole Shannon, nói rằng họ đang cân nhắc hợp lực với Trump để ngăn nguy cơ là Phó Tổng thống Harris thắng cử. Ông Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, trong cùng ngày nói rằng sẵn sàng để cho ông Kennedy giữ một chức vụ ở trong chính quyền sắp tới nếu như ông ta đồng ý rút lui và ủng hộ ông Trump. Trump nói rằng ông ấy là người xuất sắc và rất thông minh. Tôi biết ông ấy rất lâu. Tôi không biết ông ấy đang cân nhắc rút lui, nhưng nếu ông ấy đang nghĩ vậy, chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng mời ông ấy vào nội các nếu tôi đắc cử. Reuters cũng dẫn lời của Larry Sharp, giám đốc quan hệ công chúng của siêu Ủy ban Hành động Chính trị American Value 2024, ủng hộ cho Kennedy nói rằng vị ứng viên độc lập có kế hoạch rút khỏi cuộc đua và ủng hộ cho Donald Trump. Nhưng tùy thuộc vào việc liệu ông Kennedy và những người khác có được đưa vào chính quyền nếu ông Trump tái đắc cử hay không. American Valley 2024 đã huy động được hơn 50 triệu Mỹ Kim cho Kennedy, theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang tính cho đến ngày 30 tháng 6. Thời gian đầu, ông Kennedy vốn là nhân vật phản đối vaccine COVID, thường xuyên chỉ trích ông Trump về cách ứng phó đại dịch trong khi ông Trump thì gọi Kennedy là một thành viên của phe cực tả. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên được cho là đã nồng ngấm lại trong vài tháng qua. Hồi tháng 7, hai người có cuộc điện thoại sau khi ông Trump bị bắn ở trong vụ ám sát ở Pennsylvania. Sau đó, cả hai ứng viên gặp trực tiếp ở tại Milwaukee. FDA chuẩn thuận vaccine COVID-19 mới của Pfizer và Moderna. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA vào ngày 22 tháng 8 chuẩn thuận vaccine COVID-19 mới của Pfizer và Moderna mở đường cho hầu hết người dân Hoa Kỳ được chích ngừa cập nhật trong mấy ngày tới, giữa lúc căn bệnh này bùng lên lại vào mùa hè năm nay. Hai loại vaccine mới này nhắm vào KP2, biến thể phụ của JN1, vốn là biến thể phụ lây lan rất mạnh của Omicron. KP2 bắt đầu đã lây lan ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ trong năm nay và trở thành chủng virus COVID-19 phổ biến nhất vào hồi tháng 5. Nhưng tính tới thứ Bảy tuần trước, thì KP2 chỉ chiếm khoảng 3% tổng số ca COVID-19 tại Hoa Kỳ, theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Tuy nhiên, thì Pfizer và Moderna đều tuyên bố vaccine mới của họ có thể phòng ngừa những biến phụ khác của JN1 hiện nay như là KP3 và LB1 tốt hơn vaccine ngừa biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron vào năm ngoái. Vào tháng 6 năm nay, CDC khuyến cáo mọi người trên 6 tháng tuổi chích ngừa COVID-19 và cúm cập nhật năm nay. Vaccine mới của Pfizer và Moderna được chuẩn thuận cho người 12 tuổi trở lên và được phép dùng cho trẻ em 6 tháng tuổi tới 11 tuổi trong trường hợp khẩn cấp. Việc FDA chuẩn thuận vaccine mới của hai hãng dược này có thể giúp trấn an người dân Hoa Kỳ phần nào giữa lúc COVID-19 bùng lên trở lại khá mạnh mẽ vào mùa hè năm nay. Mức độ hoạt động của virus COVID-19 đo được trong nước thải hiện đang cao hoặc là rất cao ở hầu hết các tiểu bang. Giới chức y tế của Hoa Kỳ không còn theo dõi COVID-19 sát sao như thời căn bệnh này bị coi là tình trạng khẩn cấp y tế và nay số ca nhiễm cũng không còn được công bố hàng ngày hay hàng tuần. Thay vào đó, Hoa Kỳ đang chủ yếu dựa vào mức độ hoạt động của virus trong nước thải để theo dõi số ca nhiễm mới. Giá thuê nhà ở California tiếp tục tăng bởi vì bảo hiểm của chủ nhà tăng. California đang phải đối mặt với khủng hoảng nhà ở, giá cả vừa phải, vì bây giờ người thuê nhà phải đối mặt với giá thuê tăng vì bảo hiểm. Đại học UC Berkeley cho biết, thiếu nhà ở trong các thành phố phát triển có thể dẫn đến xây nhà nhiều hơn ở tại những nơi có nguy cơ gặp thiên tai hơn. Theo Carl Mathers, chủ nhà cho thuê ở California đang phải đối mặt với giá bảo hiểm đang tăng, và do đó thì những người cho thuê nhà phải trả thêm tiền mỗi tháng vì lý do đó. Nhiều công ty bảo hiểm không muốn đưa ra chính sách mới ở California vì nguy cơ cháy rừng, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Họ cho biết là trong những trường hợp thiên tai, chi phí sửa lại các tòa nhà dân cư hay là thương mại từ lao động đến vật liệu tốn kém hơn trước rất nhiều. Đây là một khủng hoảng bảo hiểm có thể làm tình trạng khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng hơn theo một số chuyên gia cho biết. Giá bảo hiểm tăng cho những tài sản không phải là nhà thường đang bị ảnh hưởng đến thị trường thuê nhà ở tại tiểu bang vốn có 44% cư dân phải thuê nhà. Và cuối năm 2022, hãng bảo hiểm Allstate State đã công bố cắt bảo hiểm ở California, kể cả là cho các tòa nhà thương mại. Sau đó thì đến State Farm, hãng bảo hiểm lớn nhất ở California mới cắt bảo hiểm cho mấy chục ngàn căn nhà, các hiệp hội cộng đồng, chủ doanh nghiệp và các chung cư. Thống kê dân số cho thấy California có 44% cư dân thuê nhà, và trang web địa ốc Zillow cho biết là giá thuê nhà trung vị của tiểu bang này là 2.850 mỹ kim cho một tháng, cao hơn giá của cả nước Mỹ là khoảng 30%. Khoảng 30% cư dân của tiểu bang phải chịu nhiều gánh nặng nề về vấn đề tiền thuê nhà. Có nghĩa là họ bỏ ra ít nhất là 50% thu nhập cho chỗ ở vào mỗi tháng, và bây giờ tiền thuê nhà lại có thể tiếp tục tăng. Tesla thu hồi 9.100 xe SUV Model X do nguy cơ rớt tấm vách trên nóc xe. Tesla ban hành lệnh thu hồi khoảng 9.100 chiếc xe SUV 7 chỗ Model X tại Hoa Kỳ do tấm vách trên nóc xe có thể rớt ra ngoài. Đây là lần thứ hai Tesla thu hồi vì vấn đề tương tự tính từ năm 2020, theo thông tấn xã Reuters đưa tin các tấm vách trên nóc xe đằng trước và ở giữa có thể được dán mà không cần sơn lót và có thể rớt ra khỏi xe, gây nguy hiểm cho giao thông và làm tăng nguy cơ đụng xe. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao Tốc Quốc gia được viết tắt là NHTSA đã cho biết như trên. Đợt thu hồi gồm có các xe SUV Model X đời 2016, một nhà cung cấp của Tesla áp dụng quy trình mới nhằm để ngăn ngừa rắc rối xảy ra cho các mẫu xe trong tương lai. Tesla cho biết công ty sẽ kiểm tra mức độ bám dính của tấm vách dán trên nóc xe và gắn lại cho chủ xe nếu cần và không tính lệ phí. Tesla kết luận rằng là biện pháp sửa chữa trong đợt thu hồi năm 2020 không đủ hiệu quả để phát hiện ra rằng là các tấm vách trên nóc xe có thể bung ra do thiếu lớp sừng lót. Tesla cho biết là họ nhận được khoảng 170 lần trình báo và khiếu nại về vấn đề này, nhưng cho biết là họ không ghi nhận tai nạn hoặc là thương tích nào có liên quan. Đây là lần thu hồi hiếm hoi cần đem xe tới nơi sửa chữa, ảnh hưởng tới nhà sản xuất xe hơi đặt trụ sở tại Austin, Texas, chứ thông thường thì Tesla sửa chữa trục trặc bằng cách cập nhật nhu liệu trên mạng điện toán. Tesla từng thu hồi gần 2.6 triệu xe do lo ngại về an toàn trong 6 tháng đầu năm, chỉ đứng sau Ford Motor thu hồi khoảng 3.6 triệu xe tại Hoa Kỳ, theo nhà phát triển ứng dụng quản lý thu hồi visit car. Hòn đảo tư nhân duy nhất của Vịnh San Francisco đã tìm được người mua. Những ai từng lái xe qua cầu Richmond San Farrell có thể đã để ý đến đảo Red Rock, mỏm đá rộng 5.8 mẫu Anh nằm ở ngay phía nam của cây cầu và cao 180 feet so với mặt nước, rất khó để bỏ lỡ. Đây là hòn đảo tư nhân duy nhất ở Vịnh San Francisco đã được niêm yết để bán thông qua Christie's International Real Estate các tiện nghi được liệt kê cho bất động sản không có cấu trúc xây dựng nào bên đó bao gồm lối ra bãi biển tầm nhìn ra đại dương tầm nhìn ra mặt nước tầm nhìn ra núi và tầm nhìn ra cảnh đẹp mẫu quảng cáo về hòn đảo cho biết nằm ở vịnh san francisco với tầm nhìn ra cầu richmond đảo belvedere và thành phố cũng như đảo red rock này có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp vách đá gồ ghề vịnh nhỏ hẻo lánh và bãi biển Tuy nhiên hòn đảo này không có nước máy, điện hoặc là wifi. Nhưng rõ ràng cả điều này lẫn mức giá niêm yết là 25 triệu Mỹ Kim của hòn đảo đều không đủ để ngăn cản người mua. Red Rock Island đã tìm được chủ nhân. Hòn đảo đã được công ty bất động sản Christie's mô tả là cơ hội có 102 và là ốc đảo riêng tư độc quyền và ngoạn mục nằm giữa vịnh San Francisco chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc là bằng trực thăng. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Trung Quốc phản đối các nước tiếp đón Đức Đạt Lai Lạc Ma. Theo hãng tin Reuters, vào ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc tuyên bố phản đối bất kỳ nước nào tiếp đón Đức Đạt Lai Lạc Ma dưới mọi hình thức và lý do. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi một số quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc gặp Đức Đạt Lai Lạc Ma tại thành phố New York vào ngày 21 tháng 8 trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã khẳng định, Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 không đơn thuần là một nhân vật tôn giáo, cũng không phải là người có tư tưởng ôn hòa. Ông là đối tượng lưu vong chính trị có liên quan đến các hoạt động ly khai chống Trung Quốc dưới lốt hoạt động tôn giáo. Trung Quốc tuyệt đối phản đối bất kỳ nước nào tiếp đón Đức Đạt Lai Lạc Ma dưới mọi mức độ, phản đối bất kỳ hình thức hội họp nào giữa Đức Đạt Lai Lạc Ma và quan chức của các nước. Trung Quốc đã gửi thông điệp phản đối nghiêm túc cho phía của Hoa Kỳ, chúng tôi yêu cầu phía của Hoa Kỳ không cho phép Đức Đạt Lai Lạt Ma tham gia vào các hoạt động ly khai chính trị ở nước này. Từ trước đến nay thì Trung Quốc luôn kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình tại Tây Tạng, Bắc Kinh cũng đã phản đối mạnh mẽ các hoạt động của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người được cho là lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng và kêu gọi độc lập cho vùng đất này. Hezbollah phóng hơn 50 rocket về phía Do Thái. Trong một thông báo vừa được đưa ra, Hezbollah ở Lebanon xác nhận đã tấn công quy mô lớn vào khu vực cao nguyên Golan do Do Thái kiểm soát. Hezbollah cho biết cuộc tập kích nhằm đáp trả cuộc anh tạc của Do Thái vào sâu trong lãnh thổ của Lebanon vào đêm 20 tháng 8, khiến cho một người chết và 19 người bị thương. Hezbollah đã phóng hơn 200 quả đạn về phía Do Thái sau khi Do Thái tấn công vào kho vũ khí của Hezbollah cách biên giới khoảng 80 cây số. Các cuộc tấn công liên tiếp đánh dấu sự leo thang đáng kể ở khu vực Trung Đông. Các bên đang nỗ lực xoa dịu tình hình bằng con đường ngoại giao đối thoại. Căng thẳng giữa Do Thái và Hezbollah ở Lebanon leo thang sau khi phe này thực hiện các vụ tấn công xuyên biên giới và lãnh thổ Do Thái để bày tỏ sự ủng hộ dành cho người dân Palestine và phản đối tiến chiến dịch quân sự của Do Thái ở giải Gaza. Tổng thống Biden đã điện đàm với Thủ tướng Do Thái vào ngày 21 tháng 8. Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Biden nhấn mạnh đến sự cấp bách của việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho con tin, đồng thời thảo luận về các cuộc đàm phán sắp tới ở Cairo để nhằm tháo gỡ những trở ngại vẫn còn lại. Ngoại, tưởng, Ngoại trưởng Blinken đã có chuyến công du đến vùng Trung Đông để gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar trong nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông cho rằng vòng đàm phán hiện tại có thể là cơ hội cuối cùng để cho các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Nam Hàn điều tra các lời đe dọa đăng trên trang web của đại sứ quán Đức. Vào ngày 22 tháng 8, cảnh sát của Nam Hàn thông báo mở cuộc điều tra về những lời đe dọa đăng trên trang web của đại sứ quán Đức tại Seoul. Theo hãng tin John Hub cảnh sát của khu vực Nam Jeemun đã cho biết, kể từ ngày 20 tháng 8 trên trang web của đại sứ quán nước Đức tại Seoul đã xuất hiện gần 100 lời nhắn đe dọa. Đáng chú ý trong số đó có các lời đe dọa đặt chất nổ tại đại sứ quán hoặc là các cơ sở quan trọng như là ga Seoul và bệnh viện Asan. Các lời đe dọa này được viết bằng tiếng Đức, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Mặc dù các lời nhắn không nêu cụ thể thời gian sẽ tiến hành các vụ nổ, nhưng cảnh sát cho biết nội dung và định dạng của chúng có vẻ giống như là một loạt email và fax đe dọa được gửi đến các cơ quan công cộng địa phương kể từ tháng 8 năm ngoái. Cảnh sát đã tuần tra các địa điểm được đề cập sau khi nhận được báo cáo về các lời nhắn đe dọa này vào chiều ngày 22 tháng 8 nhưng không tìm thấy chất nổ. Lực lượng chức năng cũng đang truy tìm địa chỉ IP của người viết. Đại sứ quán Trung Quốc ở tại Beirut kêu gọi công dân hãy rời Lebanon càng sớm càng tốt. Trung Quốc hôm qua hối thúc công dân nước này đang ở Lebanon hãy rời khỏi quốc gia Trung Đông này càng sớm càng tốt. Lời kêu gọi được đưa ra trong thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ở tại Beirut, một ngày sau vụ oanh tạc của Do Thái vào miền nam của Lebanon, làm cho một chỉ huy cấp cao của Hezbollah của phong trào Fatah Palestine bị thiệt mạng. Thông báo nhấn mạnh, thời gian gần đây tình hình tại biên giới Lebanon-Israel tiếp tục căng thẳng. Các điều kiện an ninh tại Lebanon phức tạp và nghiêm trọng. Mức độ rủi ro đối với việc đi lại ở miền nam của Lebanon hiện nay rất cao. Thông báo khuyến cáo công dân Trung Quốc ở Lebanon tận dụng cơ hội khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động để mà trở về nước hoặc là rời Lebanon càng sớm càng tốt. Trước đó, trong tháng này, Đại sứ quán Trung Quốc đã khuyến cáo công dân hãy cẩn thận trọng nếu như đi đến Lebanon trong tháng 8 này có nhiều nước cũng đã kêu gọi công dân hãy rời Lebanon. Trước đó quân đội Israel thông báo họ đã oanh tạc vào khu vực Sidon miền nam của Lebanon để nhằm mục tiêu vào một chỉ huy cấp cao của phong trào Fatah đó là Khalil Hussein Khalil al-Madak. Do thái cáo buộc nhân vật này đã chỉ đạo các cuộc tấn công ở khu bờ tây. Phong trào Fatah cáo buộc Do Thái đang tìm cách khơi mào trong một cuộc chiến tranh khu vực. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào một thành viên cấp cao của Fatah, là phong trào do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lãnh đạo. Sau hơn 10 tháng xung đột giữa Do Thái và phong trào Hamas ở giải Gaza, cũng như là các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Do Thái và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Tiếp theo, phần tên Á Châu trực thăng của Tổng thống Iran gặp nạn do chở quá tải Hãng thông tấn Fars dẫn các báo cáo điều tra cho biết là hai nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn trực thăng khiến cho Tổng thống Iran Ibrahim Raisi thiệt mạng là do thời tiết xấu và máy bay chở nhiều hơn hai hành khách so với quy định kỹ thuật. Chiếc trực thăng Bell 212 chở Tổng thống Raisi cùng với nhiều quan chức chính phủ Iran đã gặp nạn sau khi lãnh đạo của Iran có cuộc hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Iham Aliyev vào ngày 19 tháng 5. Các báo cáo ban đầu cho thấy là phi công không làm chủ được độ cao do thời tiết xấu, che khuất tầm nhìn, khiến cho máy bay rơi xuống một sườn núi thuộc tỉnh Đông Azerbaijan, tây bắc của Iran. Các cuộc điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào cũng như là loại trừ khả năng có hành động phá hoại. Chiếc trực thăng đã giữ nguyên lộ trình đã định trước đó trong suốt chặng đường và không bị chệch khỏi đường bay. Cũng theo báo cáo thì gần một phút rưỡi trước khi xảy ra vụ việc thì phi công của chiếc trực thăng đã bị rơi, đã liên lạc với hai chiếc trực thăng khác trong đoàn tháp tùng của Tổng thống. Không có dấu vết của đạn hay là vật dụng tương tự nào được tìm thấy trên mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi. Cuộc điều tra chính thức của cơ quan an ninh Iran đã lấy lời khai của hơn 30.000 người. Tuy nhiên thì quân đội của Iran đã phủ nhận thông tin trực thăng Bell 212 gặp nạn vào hồi tháng 5, khiến cho tổng thống Raisi thiệt mạng là do chở quá tải trong thời tiết xấu. Trung tâm truyền thông quốc phòng Iran bác bỏ thông tin trên, đồng thời lưu ý cơ quan này là đầu mối duy nhất đủ thẩm quyền thông báo kết quả điều tra của vụ trực thăng chở ông Raisi. Công luận của Indonesia phẫn nộ do vụ một nữ bác sĩ tự tử vì bị bắt nạt. Theo đài CNA, chị Oria Risma Lestari, 30 tuổi, là bác sĩ đang theo học chương trình chuyên môn gây mê hồi sức ở tại khoa y của đại học Diponegoro thuộc thành phố Semarang, nằm trên đảo Java của Indonesia. Được phát hiện là đã tử vong vào tuần rồi. Theo truyền thông địa phương, khi đó chị Olia đã tự tiêm thuốc gây mê Liều cao thuộc là một loại thuốc được sử dụng để hỗ trợ cho việc đàn ốc nội khí quản hay là dùng để làm giãn các cơ tiền phẫu. Cảnh sát nghi ngờ là chị bị chị đã tự tử vì bị bắt nạt ở tại nơi làm việc. Sau khi tìm thấy dòng nhật ký, tôi không thể tiếp tục làm việc như thế này do chính chị viết. Nghi ngờ về việc nữ bác sĩ bị bắt nạt càng lên cao sau khi những đoạn tin nhắn ở trên WhatsApp giữa chị và một số sinh viên năm cuối đang làm việc với tư cách bác sĩ nội trú ở tại bệnh viện Kardina nằm ở thành phố Tegan đã được lan truyền. Sau đó Bộ trưởng Y tế là Sadikin cũng đã thừa nhận là chị Olia tự tử vì bị bắt nạt ở nơi làm việc. Lãnh đạo của Bộ Y tế cũng thừa nhận vấn nạn bắt nạt đang rất phổ biến ở tại các cơ sở đào tạo y khoa của Indonesia. Theo báo Jakarta Post, ông Budi hứa là sẽ thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt để loại bỏ tình trạng bạo lực trong môi trường y khoa. Bộ trưởng Y tế Indonesia kêu gọi tất cả các sinh viên y khoa năm cuối cũng như là các giảng viên hãy sớm chấm dứt văn hóa độc hại này. Một khảo sát gần đây của Bộ Y tế Indonesia cho thấy, cứ năm bác sĩ nội trú thì có một người bị mắc chứng trầm cảm và 3.3% trong số những người bị trầm cảm thừa nhận đã có ý định làm hại bản thân hoặc là tự tử trong vòng 2 tuần trước khi tham gia khảo sát. Ngoài vụ việc của bác sĩ Olia, hai bác sĩ khác bị cáo buộc là bắt nạt và khởi tư khủng bố trưởng khoa phẫu thuật thần kinh ở tại Đại học Padja Janran ở Bandung thuộc về tỉnh Tây Java. Hai bác sĩ này khai rằng họ bị các bác sĩ lớn tuổi hơn ngược đãi về thể chất và tinh thần. Hai bác sĩ trẻ ép buộc phải trả tiền ăn, tiền uống, tiền thuê xe và tiền thuê nhà cho các bác sĩ lớn tuổi hơn. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Nam Hàn bắt đối tượng gây ra vụ nổ bệnh viện tại thành phố Quang Triều. Cảnh sát Nam Hàn cho biết là bắt giữ một nghi can nam vào ngày 22 tháng 8, nghi là có liên quan đến vụ nổ tại một bệnh viện nha khoa gây hỏa hoạn và khiến cho khoảng 90 người phải di tản. Theo cảnh sát, thì chiếc hộp giống như là bưu kiện đã phát nổ ở cổng của bệnh viện cao 3 tầng tại thành phố Quang Triều, cách xô khoảng 267 km về phía nam. Vụ việc khiến cho toàn bộ những người trong tòa nhà, bao gồm cả bệnh nhân, phải di tản khỏi bệnh viện. Hiện chưa ghi nhận báo cáo thương vong trong vụ nổ này. Một quan chức của Sở Cảnh sát Gwangju nói rằng chiếc hộp chứa 4 hộp chất putan và một hộp nhựa đựng vật liệu dễ cháy. Vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn, gây ra hư hại trần nhà và một số đồ nội thất. Theo cảnh sát Guangzhou, thì khoảng 45 cảnh sát bao gồm cả thành viên của lực lượng đặc nhiệm đã được điều đến hiện trường. Hình ảnh nghi phạm đã được camera giám sát ghi lại. Người này đã ra đầu thú tại một đồn cảnh sát vào khoảng 2 giờ sau vụ nổ. Theo hãng John Harp, nghi phạm là một nam giới khoảng 70 tuổi từng có thời gian điều trị tại bệnh viện trên và bị nghi là cài chất nổ tại đây vì không hài lòng với dịch vụ. Hình ảnh camera an ninh cho thấy đối tượng đã đặt chiếc hộp ở cổng bệnh viện, phóng hỏa, sau đó đã bỏ trốn. Nam Hàn thường được biết đến là một đất nước an toàn với tỷ lệ giết người chỉ 1.4 trên 100.000 người vào năm 2022. Tội phạm bạo lực cực đoan, trong đó có khủng bố, rất hiếm khi xảy ra tại nước này. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị một số báo ở Việt Nam mà ngày hôm qua ghi nhận đã cắt bỏ phát ngôn gây tranh cãi của bà Lê Thị Thu Hằng là thứ trưởng ngoại giao của Việt Nam ở tại hội nghị người Việt Nam ở ngoại quốc toàn thế giới đang diễn ra Hà Nội. Sự kiện là do đảng tổ chức nhằm tuyên truyền đến những người gốc Việt ở hải ngoại có thiện cảm với chính quyền cộng sản. Bà Hằng người kiêm nhiệm ghế chủ nhiệm của ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã gây chú ý khi phát biểu rằng một bộ phận nhỏ kiều bào chưa thực sự mở lòng và xóa bỏ định kiến cựu phát ngôn viên của bộ ngoại giao việt nam còn nói với giọng điệu gay gắt rằng một bộ phận việt kiều vẫn chưa tiếp cận được nguồn thông tin chính thống về tình hình đất nước chưa có nhận thức đúng đủ kịp thời về chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đáng nói với phát ngôn công khai chỉ trích những người gốc việt còn hoài nghi ý định thật sự của đảng bà này nói ngược lại với chủ trương của đảng là tổ chức hội nghị diên hồng nhằm tăng cường đại đoàn kết dân tộc Ông Nguyễn Văn Tuấn là giáo sư y khoa của Đại học New South Wales hồ Úc, bình luận ở trên trang cá nhân rằng bà Lê Thị Thu Hằng có vẻ như xem thường bà con ở hải ngoại và có phát ngôn hơi bậy. Theo ông này, nếu quan tâm đến quê hương thì người gốc Việt có nhiều thông tin hơn những gì mà báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát cung cấp. Và cứ mỗi lần có thay đổi nhân sự ở Việt Nam thì bà con hải ngoại đã biết trước khi mà báo chí đưa tin cả tháng trời. Cựu phó giám đốc Sở Khoa học tỉnh Hòa Bình bị bắt do lừa đảo lợi dụng mối quan hệ nhờ vả xin việc trong lúc còn đương chức cựu phó giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh hòa bình đã vay mượn tiền của một người phụ nữ rồi quỵt nợ vào ngày 22 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bắt giữ bị can Trần Hồng Quang, 55 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo báo dân trí trước đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của một người phụ nữ tên L đã tố giác ông Quang chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng tức là tương đương với 240.577 mỹ kim của cô. Qua điều tra đơn thư tố giác thì công an đã xác định từ tháng 7 của năm 2022 đến tháng Giêng của năm 2023. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, ông Trần Hồng Quang đã vay mượn số tiền này với mục đích xin việc. Tuy nhiên thì bà L đã yêu cầu ông Quang trả lại số tiền đã vay thì ông ta đã không trả. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định vụ án trên có dấu hiệu cho thấy ông Quang phạm tội nên đã tiếp tục củng cố hồ sơ để truy tố. Báo VN Express cho hay, ngày 23 tháng 11 của năm ngoái, ông Trần Hồng Quang khi đó đang là phó giám đốc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, đã bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy Hòa Bình kỷ luật cảnh cáo do vi phạm chế độ làm việc và quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương những khuyết điểm vi phạm của ông Trần Hồng Quang đã phát sinh đơn thư khiếu kiện, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Kết luận của thanh tra đã nêu như trên. Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là một sự kiện bình thường và thường niên do Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đồng tổ chức. Sẽ diễn ra từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 8 Năm nay ban tổ chức lựa chọn chùa Từ Đàm thuộc về tỉnh Thừa Thiên Huế để làm nơi tổ chức đại lễ. Theo ông Lê Kim Thành là phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia của tỉnh Thừa Thiên Huế thì tỉnh này được chọn làm nơi tổ chức một phần vì năm qua ở tại đây ghi nhận các vụ tai nạn thảm khốc gây ra thương vong lớn. Thượng tọa Thích Đức Thiện là phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đại lễ không chỉ để cầu nguyện cho linh hồn người tử vong do tai nạn giao thông mà còn nhắc nhở mọi người dân hãy tự quý lấy bản thân mình, chung tay với cộng đồng hướng đến mục tiêu an toàn giao thông. Về việc tổ chức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế cho biết, ban tổ chức sẽ lập 63 bài vị tương ứng với 63 tỉnh thành để cầu siêu nạn nhân của tai nạn giao thông. 63 vị chủ bái mặc trang phục truyền thống sẽ hầu bên bài vị suốt 2 ngày diễn ra đại lễ. Theo thống kê ở Việt Nam, tai nạn giao thông khiến cho mỗi ngày có khoảng 30 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về. Hàng chục gia đình tan nát vì tai nạn giao thông, hàng trăm người đau xé lòng vì mất đi người thân yêu. Phụ huynh tố cáo việc nhường huy chương ở giải karate thiếu niên tại Sài Gòn. Mới đây thì ông Nguyễn Mạnh Dương, phụ huynh của em Nguyễn Thanh Mai sinh năm 2013, thành viên của đội tuyển Karate quận Tân Bình Sài Gòn, có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan hữu trách và báo giới cũng như là đăng tải trên trang cá nhân mạng xã hội để tố cáo về những sai phạm nghiêm trọng của huấn luyện viên đội Karate quận Tân Bình và tổ trọng tài giải Karate năng khiếu trẻ Sài Gòn năm 2024 trong trận chung kết Ông Nguyễn Mạnh Dương cho biết khi con gái của ông đang chuẩn bị thi đấu trận chung kết gặp vận động viên của quận Bình Thạnh thì bất ngờ tổ trọng tài đã phát loa thông báo là em Thanh Mai bị chấn thương nên đối thủ thuộc đội quận Bình Thạnh đoạt huy chương vàng. Bất ngờ thì Thanh Mai không hề bị chấn thương, ông Dương vội vàng chạy đến bàn của trọng tài để hỏi lý do thì bà Mộng Tâm cho biết là đội của quận Bình Thạnh ít huy chương nên xin đội quận Tân Bình một huy chương vàng. Khi ông Dương phản đối đề nghị này thì bà Tâm đã thản nhiên đáp Nếu tôi ra nói cho đánh thì bé Mai cũng bị xử thua à. Cuối cùng thì em Thanh Mai cũng đã được ra sân đấu nhưng sau đó bị xử thua trong trận đấu mà ông Dương cáo buộc là tổ trọng tài chấm điểm đã không giữ thái độ khách quan và công bằng như trách nhiệm của họ. Để minh chứng cho sai phạm trên, ông Nguyễn Mạnh Dương cung cấp video ghi lại diễn biến trận đấu, đồng thời chỉ ra sự thiên vị từ phía của trọng tài. Đại diện lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao Sài Gòn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận được sự việc, lãnh đạo của sở đã lập tức chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành điều tra và yêu cầu liên đoàn Karate Sài Gòn thành lập một tổ trọng riêng để giám định độc lập về trận đấu thông qua video mà ông Nguyễn Mạnh Dương đã cung cấp. Một tàu cá bị tàu hàng đâm sắp chìm ở gần mũi điện của xã Đông Hòa. Các thuyền viên đã nhanh trí livestream để cầu cứu. Theo báo VOV, sau thời gian dài đánh bắt, khoảng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tàu cá do ông Nguyễn Văn Cư làm chủ tàu kiêm thuyền trường, chở theo 6 ngư dân đang từ biển đi vào cảng cá Phú Lạc. Khi còn cách bờ trường 2 hải lý, ở gần mũi điện, tàu cá đã bất ngờ bị tàu hàng Việt Thuận đâm vào mạn thuyền. Tuy nhiên, tàu hàng không dừng lại để hỗ trợ cho tàu cá gặp nạn mà lại bỏ chạy theo hướng Bắc Nam. Cú tông làm cho các thuyền viên hốt hoảng, nước tràn vào nhanh khiến cho tàu chìm dần. Nhanh trí, các thuyền viên leo lên nóc tàu vẫy cờ kêu cứu các tàu gần đó. Số khác thì gọi điện cho lực lượng bên phòng và dùng điện thoại phát trực tiếp hơn 4 phút ở trên mạng xã hội để kêu cứu. Theo video livestream ở trên mạng xã hội ở Phú Yên cho thấy, các thuyền viên vừa hối hả bơm nước cứu chiếc tàu sắp chìm, đồng thời vừa kêu cứu cho biết là vị trí của tàu có tọa độ 12.56 vĩ bắc, 109.29 kinh đông thuộc về vùng biển thôn Phú Lạc. Và kêu gọi người dân cũng như bộ đội biên phòng và các tàu trong khu vực đến cứu giúp. Không biết tàu hàng kia ngủ quên hay sao mà lại đâm vào như vậy. Một thuyền viên trên tàu cá nói như trên. Nhận được tin báo, biên phòng của Hòa Việt Nam đã huy động 6 tàu cá cùng với nhiều người ra hiện trường để hỗ trợ, dùng máy bơm nước để cứu nạn và kéo tàu bị nạn vào bờ. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, tàu cá được đưa vào cảng Phú Lạc, các thuyền viên thì an toàn. Sau khi tìm kiếm, và tối cùng ngày, giới hữu trách đã tìm thấy con tàu hàng Việt Thuận đang đậu ở tại bến cảng ở tỉnh Bình Thuận. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài TV và sau đây là những bản tin cuối. Bị truy tố vì giúp kẻ sát nhân trốn thoát. Monique Brady, 43 tuổi, vừa mới bị bắt giữ và truy tố với các tội danh hỗ trợ và che giấu kẻ sát nhân trốn chạy. Sau khi giúp cho em trai của mình là Ramon Jamar Austin trốn khỏi bệnh viện ở Hillsborough vào tuần trước, ông Austin, 30 tuổi, đang thụ án tù trung thân vì tội giết hại bé gái 14 tháng tuổi vào Giáng sinh của năm 2015. Vào ngày 13 tháng 8, trong khi được chuyển đến bệnh viện UNC để khám bệnh, Austin đã tháo còng chân và đánh ngã một cảnh sát viên để trốn thoát, kéo theo cuộc săn lùng kéo dài 3 ngày. Cảnh sát đã bắt giữ Austin tại một khách sạn ở Canapolis, với sự hỗ trợ của Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và đội cảnh sát đặc nhiệm SWAT, Austin sau đó được chuyển đến trại cải huấn Grandville, đơn vị an ninh cao nhất của tiểu bang. Ngoài Brady, cảnh sát cũng đã bắt giữ Jacobia Cripps, 32 tuổi, chị gái hung thủ, với các tội danh tương tự. Cripps dự kiến sẽ trở lại tòa vào ngày 13 tháng 9. Cảnh sát trưởng của quận Cam, ông Charles Blackwood, cho biết cuộc điều tra đang tiếp tục và có thể có thêm các vụ bắt giữ liên quan đến vụ việc này. Đợt nắng nóng ở Nam California trong mùa hè này dễ khiến cho chuột làm ổ trong nhà. Đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Nam Cali trong mùa này dễ khiến cho chuột làm ổ trong nhà. Chuyên gia chống chuột cho hay, theo OC Patron thứ 5 đưa tin. Đợt nóng mùa hè này tạo ra điều kiện hoàn hảo để cho chuột quậy phá. Ông Zachary Smith là chuyên viên của Smith Pest Control, nói rằng mỗi khi môi trường tự nhiên trở nên quá khắc nghiệt thì chuột sẽ quay sang nhà của chúng ta để tìm thức ăn và chỗ trú ngủ. Rất tiếc, vậy có nghĩa là chuột có thể sẽ tràn vào nhà của chúng ta. Dấu hiệu thông thường giúp nhận biết có chuột đó là phân chuột, vết gặm nhấm, tiếng chân chuột chạy, dấu chân trên bụi và ổ giấy cũng như vải vụn ở trên gác mái, dưới tầng hầm hoặc là phía sau đồ gia dụng. Để tránh chuột làm ổ trong nhà, hãy bịt kín khe hở của cửa nẻo và cắt tỉa cây cối ở gần nhà để giảm nơi ẩn náu của chuột. Loại bỏ nguồn thức ăn và nước uống cho chuột bằng cách dùng hộp đóng kín, dọn dẹp thức ăn hoặc là nước uống rơi vãi, thường xuyên đổ rác, sửa đường ống và vòi nước bị rò rỉ và dọn dẹp chỗ nước đọng. Phòng ngừa chuột làm ổ lúc nào cũng dễ hơn là giải quyết ổ chuột đã xuất hiện. Ông cho hay nếu như dấu hiệu có chuột thì hãy dùng bẫy chuột để ngăn không cho chuột làm ổ. Vâng, kính thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối. Mới mua nhà được một ngày, một người đàn ông tại North Carolina trúng số hơn 400.000 Mỹ Kim. Một người đàn ông ở North Carolina đã trúng số hơn 400.000 Mỹ Kim chỉ sau một ngày mua nhà mới, giới chức sổ số loan báo vào ngày 19 tháng 8. Ông Benny Murphy, cư dân của Melbourne, mua tờ vé số cash 5 giá là một mỹ kim sổ vào thứ năm tuần trước sau khi mới mua căn nhà được một ngày cũng ở thành phố này cơ quan sổ số north carolina đã ra thông cáo báo chí cho hay tôi ký giấy tờ hoàn tất mua nhà vào hôm thứ tư ông murphy đã kể như trên với giới chức sổ số họ nói đùa nếu tôi trúng số tiền trả góp hàng tháng sẽ được giảm cuối cùng thì ông Murphy trúng 439.527 Mỹ Kim nhờ tờ vé số ông mua ở tiệm Quick Mart ở Mibon. Ông Murphy cho biết là ông sẽ dùng tiền trúng số để trả hết căn nhà, làm một chuyến câu cá và số còn lại thì để dành. Vâng, kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin trân trọng kính chào.